Thưa quý vị, hôm nay 31 tháng 8, gói thầu quan trọng giai đoạn 1 sân bay Long Thành chính thức được khởi công. Nhà ga hành khách, công trình được coi là trái tim của dự án sân bay Long Thành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tham dự. Ngoài ra còn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành trong khu vực. Về phía tỉnh Đồng Nai có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Thường vụ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện các sở ngành địa phương, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trên công trường thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công gói thầu số 5.10 xây dựng nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sự kiện được kết nối trực tuyến với lễ khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Gói thầu thứ nhất số 5.10 là thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thi công 39 tháng. Đây là gói thầu xây dựng nhà ga hành khách có giá trị lớn và có tính chất kỹ thuật phức tạp nhất hiện nay. Với hình ảnh hoa sen sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế như mái, góc nhìn mặt chính, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục. Do tính chất phức tạp về mặt kỹ thuật, nhiều hạng mục phải kết nối từ xây dựng đến thiết bị, các hệ thống thông tin. Vì vậy, chủ đầu tư đã phải tổ chức đấu thầu quốc tế để chọn ra đơn vị đứng đầu triển khai có năng lực kinh nghiệm cao, đồng thời thuê công ty tư vấn giám sát của Nhật Bản để đảm bảo bên cạnh đôn đốc theo dõi tiến độ dự án phải kiểm soát thật tốt về mặt chất lượng. Gói thầu nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách một năm, đáp ứng 7.000 hành khách trên giờ cao điểm. Khai thác được tất cả các loại tàu bay code C và code E, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Gói thầu dự kiến sẽ được thi công trong 20 tháng, 600 ngày, hoàn thành đưa vào chạy thử vào đầu quý 2 năm 2025. Những khó khăn vướng mắc lớn nhất là mặt bằng, công tác đấu thầu, nguồn vốn đều đã vượt qua. Yếu tố khách quan là nguyên vật liệu xây dựng giai đoạn trước cũng có căng thẳng, nhưng đến nay đã ổn định sau sự quyết liệt chỉ đạo, giải quyết của chính phủ. Cái khó khăn chính là cái nguồn lực, tại vì tổng công ty đồng thời triển khai rất nhiều dự án trọng điểm, trong đó có hai dự án trọng điểm quốc gia. Do vậy là cái việc nguồn lực về con người để thành công của các dự án, đó là một trong khó khăn thách thức mà chúng tôi phải vượt qua. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Nai, của Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành trung ương và Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong việc khắc phục khó khăn để đi đến sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Là kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều nhiệm kỳ hôm nay. Và thực tiễn là chứng minh giao thông vận tải nói chung và sân bay, bến cảng nói riêng mang lại hiệu quả rõ nét về kinh tế, xã hội, về an ninh, về quốc phòng. Giao thông phát triển đến đâu, mở ra không gian phát triển mới đến đó. Nhiều khu kinh tế, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án lớn nhất từ trước đến nay mà ACV làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, cùng lúc thi công cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, lần đầu tiên đồng loạt triển khai hai công trình trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư rất lớn, đặt ra thách thức không hề nhỏ cho phía chủ đầu tư về mặt nguồn lực và năng lực tổ chức giám sát. ACV đã huy động nguồn lực lớn nhất và tốt nhất, xác định rõ khó khăn để quyết tâm vượt qua, đưa các dự án sớm về đích đúng kế hoạch.